Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối hôm nay, thứ hai ngày 21 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Một số thông tin chính sẽ có trong chương trình. Lãnh đạo tỉnh thăm các đơn vị quân đội nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và kỷ niệm 31 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân 22 tháng 12. Lữ đoàn công binh 270 làm sáng ngời thêm phẩm chất người lính bộ đội Cụ Hồ trong thời bình. Tập trung triển khai quyết liệt đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên gia súc. Phóng sự về nơi định cư an toàn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều nay đoàn công tác của tỉnh ủy Quảng Nam do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Việt Cường làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Sư đoàn Không quân 372 nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 1944, 22 tháng 12 2020 và 31 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Tại Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bí thư tỉnh ủy Phan Việt Cường thay mặt đoàn công tác thông tin một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh Quảng Nam năm 2020. Quảng Nam là địa phương phải hứng chịu nhiều thiệt hại nặng nề của dịch bệnh COVID-19 và bão lũ. Theo thống kê, tỉnh bị thiệt hại hơn 11.000 tỷ đồng, 62 người chết và mất tích. Trong hoàn cảnh khó khăn đó, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh đã nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời của Bộ Tư lệnh và cán bộ chiến sĩ quân khu 5 trong công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra. Nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 31 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, Bí thư tỉnh ủy Phan Việt Cường gửi lời chúc mừng đến Bộ Tư lệnh, các tướng lĩnh, cán bộ, chiến sĩ và gia đình sức khỏe luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Chính ủy Quân khu 5 cảm ơn tình cảm sâu sắc tỉnh Quảng Nam dành cho đơn vị, đồng thời ghi nhận năm 2020 tình hình dịch bệnh thiên tai diễn biến phức tạp, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam đã đoàn kết kiên cường thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Chiều nay, Bí thư tỉnh ủy Phan Việt Cường và đoàn công tác của tỉnh ủy cũng đã đến thăm Sư đoàn Không quân 372 nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 1944, 22 tháng 12 2020 và 31 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Hội An vừa phối hợp với Thành đoàn Hội An tổ chức chương trình sinh hoạt giao lưu hát về người chiến sĩ hát nhằm chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và kỷ niệm 31 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân 22 tháng 12. Trong chương trình có rất nhiều ca khúc do các đoàn viên thanh niên và chiến sĩ lực lượng vũ trang thể hiện, tập trung các sáng tác ca ngợi Tổ quốc, Quân đội Nhân dân Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, các sáng tác về quê hương Quảng Nam Hội An. Qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, truyền thống đấu tranh của quân và dân ta trong hai cuộc kháng chiến, khẳng định truyền thống vẻ vang, sự lớn mạnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong 76 năm qua. Đồng thời tuyên truyền giáo dục cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên tiếp nối truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, truyền thống đấu tranh của quân và dân ta trên chặng đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thưa quý vị, là đơn vị quân đội đầu tiên đến hiện trường cứu nạn vụ sạt lở xảy ra tại xã Trà Len, huyện Nam Trà My, những người lính thuộc Lữ đoàn Công binh 270 đã vượt mọi hiểm nguy, vừa hành quân vừa mở đường, hỗ trợ cho các lực lượng, kịp thời có mặt tại hiện trường, cứu sống hàng chục người dân và tìm thấy nhiều thi thể người mất tích, qua đó lần nữa làm sáng ngời thêm phẩm chất người lính bộ đội Cụ Hồ trong thời bình. Trà Len những ngày đầu tháng 11, một cảnh tượng tang tóc, đau thương. Và những người lính thuộc đại đội 12 Lữ đoàn Công binh 270 đã cùng với các lực lượng khác trực tiếp tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn tại đây. Suốt hơn 20 ngày đêm cứu nạn, chiến sĩ Rơ Chăm Lý vẫn nhớ rõ mệnh lệnh giữa đêm và hơn 19 tiếng hành quân giữa núi rừng sạt lở để mở đường đến hiện trường vụ sạt lở. Lúc báo động 12 giờ đêm tới cái xã Trà Liên đó là 7 giờ tối. Thấy hoàn cảnh khó khăn, sạt lở đất, chúng tôi vô làm luôn, không kịp ăn uống. Chân tay anh em là mình bươi sới thì mình tìm nạn nhân á, là bị lở lét hết. Nhiều anh em chiến sĩ á, lở mà đi không được, nhưng mà đến ngày mưa là thôi, trời mình ở nhà thì ở đi lộn. Nên anh em là quyết tâm. Không quản ngại gió mưa, lạnh rét,
của núi rừng, ăn vội lương khô, cơm trắng để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Đu dây vượt lũ nguy hiểm, dùng tay trực tiếp bới bùn đất để tìm kiếm người bị nạn. Nhờ nỗ lực này mà chỉ trong 8 ngày kể từ khi xảy ra vụ sạt lở, những người lính tiểu đoàn 4 đã phối hợp cứu sống được 33 người dân và tìm thấy 9 nạn nhân bị mất tích do sạt lở ở Trà Leng. Quân khu 5 ở dưới kia đã cũng quan tâm giúp cho bà con để tìm kiếm cứu nạn cho bà con. Cảm ơn bộ đội rác xe nhiều, bộ thuê bộ đội ba rác ở nước mát, bộ rác rời giọt nước mát, bộ thương bộ đội lắm. Được thành lập năm 1971, Lữ đoàn Công binh 270, ngoài nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng công trình chiến đấu, còn là đơn vị chủ chốt đảm nhiệm thực hiện công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Kon Tum, Đắk Lắk. Chính vì vậy, công tác huấn luyện cho các tình huống cứu nạn luôn được triển khai thường xuyên. Quá trình tổ chức thực hiện thì Lữ đoàn đã tổ chức huấn luyện chặt chẽ trên tất cả các nội dung và qua thực tiễn kinh nghiệm của các lần đi cứu hộ cứu nạn trước đây, cho nên đã chuẩn bị sẵn cái lực lượng phương tiện. Từ ngay trong cái đêm đó thì khi được lệnh của tiểu khu, Lữ đoàn đã tổ chức lực lượng hành quân ngay trong đêm. Sau những giờ huấn luyện, những người lính đại đội 12 lại vui vẻ quay quần bên nhau. Thế nhưng dù bất cứ lúc nào, những đôi giày, các bộ quần áo, những phương tiện vẫn luôn được chuẩn bị sẵn sàng. Bởi đối với những người lính công binh 270, nhiệm vụ cao nhất là nhiệm vụ vì nhân dân. Chương trình thời sự xin được chuyển sang các thông tin khác. Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Duy Xuyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Võ Xuân Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh dự hội nghị. Năm 2020, tuy gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, nhưng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Duy Xuyên đã chủ động triển khai thực hiện đồng bộ các chương trình, hoạt động trên các lĩnh vực, các cuộc vận động đạt được những kết quả tích cực. Đặc biệt, trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và cơ sở phối hợp với ban ngành, đoàn thể của huyện tổ chức hàng trăm lượt tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường, thôn, khối phố, bên cạnh việc cổ động trực quan, phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, mặt trận phối hợp với các đoàn thể, tuyên truyền, vận động bà con nhân dân, đóng góp hơn 8,6 tỷ đồng, 6.164 công và hiến 9.846 m2 đất, tham gia xây dựng nông thôn mới và khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Với những kết quả đạt được trong năm 2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Duy Xuyên tiếp tục là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua toàn tỉnh 2 năm liền. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 3677 phê duyệt dự toán chi phí lập quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự toán chi phí lập quy hoạch hơn 47,5 tỷ đồng, trong đó chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch 498,850 tỷ đồng, chi phí lập quy hoạch hơn 42,344 tỷ đồng, chi phí hoạt động gián tiếp hơn 2,4 tỷ đồng, chi phí dự phòng hơn 2,2 tỷ đồng. Nguồn vốn lập quy hoạch gồm nguồn vốn đầu tư công thuộc ngân sách tỉnh, ngoài ra có huy động các nguồn vốn tài trợ khác của các tổ chức cá nhân để lựa chọn các nhà thầu quốc tế thực hiện các ý tưởng quy hoạch tại một số khu vực trọng điểm bổ sung vào quy hoạch tỉnh. Thời gian thực hiện từ năm 2020 đến năm 2022. Trên lĩnh vực nông nghiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành chỉ thị số 21 yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch tả heo châu Phi, lở mồm long móng, viêm da nổi cục trên trâu bò. Đối với dịch bệnh tả heo châu Phi, cần ra soát thống kê toàn bộ đàn heo trên địa bàn, lập danh sách những cơ sở chăn nuôi tái đàn trái quy định, kiên quyết không hỗ trợ đối với những cơ sở chăn nuôi không thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi, khai báo trước khi tái đàn heo. Đối với bệnh lở mồm long móng gia súc, rà soát tổ chức tiêm vaccine phòng bệnh, đảm bảo đạt tỷ lệ tối thiểu 80% tổng đàn có nguy cơ và thuộc diện tiêm phòng, tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển gia súc, sản phẩm gia súc trên địa bàn. Tổ chức giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển gia súc, sản phẩm gia súc không đúng quy định. Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, dịch bệnh tả heo châu Phi tái phát từ ngày 10 tháng 7 năm 2020 đến nay, xảy ra tại 43 xã của 12 huyện, thị xã, thành phố. Tổng số heo mắc bệnh buộc phải tiêu hủy là 1.341 con,
Đến nay toàn tỉnh còn 32 xã trên 10 huyện, thị xã, thành phố có bệnh chưa qua 21 ngày. Bệnh lở mồm long móng gia súc đang xảy ra tại 10 xã của 4 huyện Nông Sơn, Đại Lộc, Hiệp Đức, Đông Giang. Tổng số đàn gia súc đang còn theo dõi bệnh là 123 con trâu bò. Bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam và đã xảy ra tại 80 xã thuộc 35 huyện của 12 tỉnh. Đến nay Quảng Nam chưa xuất hiện bệnh này. Đoàn công tác Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kiểm tra, công nhận huyện Phú Ninh đạt chuẩn phổ cập giáo dục và xóa mù chữ năm 2020. Theo đánh giá, năm 2020, Phú Ninh đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. 11 trên 11 xã thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức 3, huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức 3. 10 trên 11 xã thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức 3, huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức 2. Huyện đạt chuẩn xóa mù chữ mức 2 và 11 trên 11 xã thị trấn đạt chuẩn xóa mù chữ mức 2. Đoàn cũng kiến nghị huyện Phú Ninh ưu tiên quỹ đất mở thêm phòng học ở cấp mầm non để huy động thêm trẻ từ 3 đến 5 tuổi ra lớp, bố trí kinh phí xây dựng thêm các phòng học kiên cố, có giải pháp hạn chế số lượng học sinh bỏ học giữa chừng, tăng cường phân luồng sau trung học cơ sở để duy trì bền vững chất lượng phổ cập giáo dục. Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp với Ban Điều hành Hỗ trợ Khởi nghiệp Sáng tạo tỉnh tổ chức đánh giá chấm chọn đối với 25 ý tưởng dự án khởi nghiệp sáng tạo của phụ nữ năm 2020. Cuộc thi tưởng khởi nghiệp sáng tạo trong phụ nữ lần thứ 3 năm 2020 với chủ đề Phụ nữ Quảng Nam khởi nghiệp sáng tạo kết nối thành công do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam phát động từ tháng 2 đến tháng 9 năm 2020. Đối tượng tham gia là cán bộ, công chức, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp, hợp tác xã, các mô hình kinh tế do phụ nữ quản lý, làm chủ. Cuộc thi ưu tiên đại diện các đề án là phụ nữ nghèo, phụ nữ dân tộc thiểu số, sinh sống tại địa bàn khó khăn. Lĩnh vực dự thi bao gồm các lĩnh vực ưu tiên, theo quyết định 2332 QĐ-UBND ngày 2 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Ưu tiên các lĩnh vực nông nghiệp, ứng dụng khoa học và công nghệ, tạo ra các sản phẩm dịch vụ chất lượng. Thưa quý vị, qua các đợt bão lũ vừa qua, địa bàn Đông Giang gánh chịu nhiều thiệt hại, nguy cơ sạt lở ở nhiều địa phương, đặc biệt là các hộ dân nằm ở vị trí có nguy cơ sạt lở núi, càng thêm lo lắng, bất an cho nhân dân. Qua bão lũ, mưa lớn xảy ra thì những khu dân cư được xây dựng từ nguồn kinh phí nghị quyết 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh vẫn bình yên, an toàn. Chính vì thế, những ngôi làng tái định cư như Sà Nghì và A Xanh sẽ đảm bảo nơi ở an toàn cho đồng bào trước hiểm họa của thiên tai, bão lũ ngày càng khốc liệt như hiện nay. Từ khi nghị quyết 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh được triển khai, đã tạo chuyển biến rõ rệt trong đời sống của đồng bào nơi đây. Đây là căn nhà mới của chị Ríu Thị Lương, làng định cư A Xanh, thôn Bà Dâu, xã Già Hung. Gia đình chị Lương là hộ di dời về làng đầu tiên. Qua gần 2 năm về sinh sống ở làng mới này, gia đình chị Lương giờ đã có cơ ngơi khang trang hơn. Chị Lương mở được tiệm tạp hóa nhỏ để bán hàng cho bà con trong làng, cải thiện thêm thu nhập hàng ngày. Rất là vui. Bây giờ thì bà con đầy đủ hơn so hơn trước. Hơn trước thì điện chưa có. Bây giờ điện thì có. Nói chung thì nhà nào cũng có phim này, có nhạc rồi. Và càng vui hơn nữa, trẻ em cũng vui. Là một trong những địa phương của huyện Đông Giang làm tốt công tác quy hoạch, bố trí và sắp xếp dân cư miền núi, xã Gia Hung cơ bản đã hoàn thiện việc bố trí định cư, đảm bảo an toàn chỗ ở cho bà con nhân dân. Bên cạnh hỗ trợ của nhà nước, chính quyền địa phương còn vận động người dân hiến gần 4,8 hectare đất, đảm bảo các điều kiện bố trí đất ở, đất để xây dựng trường học, các công trình giao thông, nước sinh hoạt. Năm kia là các em học rất là thẳng, rất là chặt. Trừ là kiên cố là phòng rất là rộng thoáng mát, cho nên là với lại dân cư lên đây ở là các em có điều kiện rất là tốt để các em đi học rất là thuận lợi. Chủ trương đường lối của Đảng và nhà nước quan tâm thêm bà quan tâm chỗ bà con ở đây rất chi là phấn khởi hơn, đảm bảo đường với lại cái điện trường nữa về cho bà con ở đây vừa đi lại dễ hơn so với chỗ làng cũ. Vượt bao khó khăn trong năm đầu chuyển về vùng đất mới, đến nay đời sống đồng bào đã an cư và chú tâm vào xây dựng cuộc sống, xây dựng gia đình ấm no. Nhờ vậy tỷ lệ hộ nghèo ở những làng tái định cư như A Xanh, Sà Nghì giảm nhanh. Trong các trận bão mưa lớn xảy ra, hai khu tái định cư này cho thấy đây là những nơi an toàn. Thì trong quá trình vận động là chúng tôi huy động tất cả các tổ chức chính trị xã hội
và đặc biệt là chúng tôi luôn luôn chú trọng tận dụng tiếp thu rồi già làng uy tín, người trưởng bản, bí thư chi bộ vận động đến nhân dân sau khi về xây xong là về khu mới an toàn. Đặc biệt là đến giờ phút hôm nay là đã vận động được là trên 40 hộ. Trong quá trình nhân dân về đây thì cho thấy là tư tưởng, tâm trạng của người dân về nơi ở mới là họ là phấn khởi. Hiện nay là chỗ mặt bằng có điện, có đường, có trường, rất thuận lợi trong quá trình đời sống của người dân. Trên cơ sở nguồn vốn theo nghị quyết 12 của Hội đồng dân tỉnh, huyện Đông Giang triển khai hỗ trợ di dời đến nơi ở mới cho hàng trăm hộ với tổng kinh phí thực hiện hơn 40 tỷ đồng. Nơi ở mới đảm bảo các điều kiện để giúp đồng bào quyết tâm an cư lạc nghiệp. Cuộc sống ở những ngôi làng định cư mới Đông Giang giờ đã yên ấm hơn trước rất nhiều. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam và bây giờ là bản tin dự báo thời tiết do Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Nam cung cấp. Thân ái kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.